Xin mình chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay thì cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm một cái clip để so sánh từ neo và từ thường, và để giới thiệu đến sản phẩm và để tư vấn cho khách hàng khi dựng loa array hay là dựng loa từ thường thì nên ghép với bát gì và tép gì. Hôm nay là hai dòng bát có chất ca rất sáng. Một dòng bát 40NZ 350A phiên bản nâng cấp, một dòng neo bi 40 côn 76 JBL. Thì hai dòng bát này thì các bác lắp vào cái dòng loa nào để hợp lý thì sau đây Tùng Nguyễn sẽ tư vấn cho khách hàng để cho tất cả các bác dựng một combo cho nó hoàn thiện. Thì hôm nay thì em dựng một combo này cho khách, nhưng mà em sẽ làm clip để so sánh về cái chất lượng của loa để các bác dựng loa lên cho nó hay và được một đôi loa mà ưng ý nhất. Như một đôi loa này thì các bác có thể dựng loa kéo hoặc là loa sân khấu. Đấy, dòng này từ thường nó sẽ nặng hơn từ leo, nặng là nặng về số kg. Đấy, còn đâu về từ thường thì các bác sử dụng cái dòng bát 40 từ 109 côn 76 là dòng NZ cao cấp rồi, thì tiếng hát của nó rất hay và chất bát của nó rất tốt, bền. Đấy, dòng này ta nếu để nói anh em hay dùng thì người ta sẽ hay dùng vào loa 715 và 725 JBL, dựng các cái dòng phun đơn và phun đôi loại bình thường. Đấy, còn khi ta sử dụng từ neo thì nó sẽ nhẹ các bác nhé. Từ neo ở đây thì nó sẽ nhẹ hơn cái củ bát từ thường. Cái củ bát từ thường nó rất là to, từ 109 côn 76. Đấy, đây côn của nó, côn 76, côn một lớp trong một lớp ngoài, côn fit. Đây là bát 40, là 40 là NZ 350A. Còn đâu các bác sử dụng từ neo thì nếu mà dựng đúng vào thùng loa thì dòng neo này sẽ chuẩn vào cái dòng loa array. Array là một loại loa chuyên đi đánh sự kiện và bát nó nhẹ, tép neo nó cũng nhẹ. Khi mình chồng lên 3 đến 4 chiếc loa trên một dàn array thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, còn đâu từ thường này mà các bác nắp loa này nha, khiêng lên lặng lắm, lặng. Bây giờ mình đi làm là nó là công nghệ 4.0 rồi. Đây là cặp bát 40 neo, là neo bi JBL, neo bi JBL màng sần. Đây là đít, dòng này đít nhọn neo bi. Khi ta sử dụng cái dòng bát 40 neo ở đây thì tiếng ca của cái dàn array ấy nó sẽ hơn hẳn luôn cái dòng từ thường này. Đấy, vì dòng loa array là một dòng loa bát chuyên về tiếng ca, hát nhẹ, mix sáng. Nhưng đặc điểm cái dòng này khi anh em đi đánh sự kiện, anh em có thể là bổ trợ cho em thêm súp kép hoặc súp đơn loại khỏe vào để nó bù lại cái tiếng bát của cái dòng neo này. Dòng neo của lao leo và dòng từ thường của LG đây, nếu chất bát của hai con này mà so sánh với nhau thì con này được 8, con này được 10 nhá, thì con này chỉ được 8 chất bát của nó nhá. Nhưng đổi lại loa neo thì chất lời nó sẽ hơn hoàn toàn của thằng NZ này luôn. Hát mic nó nhẹ hơn, tiếng nó sáng hơn. Đấy, nó chuyên về lời mà. Thế là khi anh em sử dụng các dòng loa sự kiện thì lưu ý khi mình dựng các cái mẫu loa. Thế hôm nay thì em làm clip để so sánh về từ thường và từ neo để cho tất cả các bác nắp và dựng loa nó ok. Đấy, khi các bác dựng loa dây thì các bác đừng tiếc rẻ gì mà các bác dựng cái củ tép Martin hàng khủng này của em vào làm gì. Vì củ tép Martin này nó nặng gần gấp đôi một củ tép neo loại 75 bình thường. Thế nên là các bác, em khuyên một câu chân thành, nó cũng chỉ đắt rẻ hơn nhau mấy trăm thôi, nhưng mà khi các bác nức dắt từ thường này vào loa dây mà khiên cùng với cả neo này, nó rất là nặng. Đấy, nó nặng từ bát thì nhẹ rồi thì phải tép phải nhẹ nữa mới đồng bộ. Còn khi các bác dựng bát neo mà lại tép thường vào thì nó rất là nặng. Các bác sử dụng cho em tép neo côn 75 cho em để cho nó nhẹ. Còn đây là tép Martin. Tép Martin này hôm nay em dựng cái bộ từ thường này để giao cho khách, thì các bác đang được xem đây là củ tép Martin nắp nhôm loại hàng khủng, chạm miếng màu vàng. Loại này nắp nhô rất là khủng, hàng của nó là hàng bích dày các bác nha. Hàng này bích dày, con này bằng tiền với con giờ xếp, hàng bích dày nặng 5 cân một củ, gần 5 cân gì đấy. Em cũng chưa cân mẫu này nhưng mà em thấy nó nặng như con giờ xếp. Còn khi các bác nắp bát thường mà chạy tép neo thì các bác hỏi em có được không?
tép neo là một loại chất tép rất là sáng tép, nó nảy tép. Thế nên là các bác có điều kiện mà dùng tép neo cũng được thì là càng tốt. Còn các bác nào mà dùng từ thường hàng khủng thì nó rất là khỏe. Đấy, nó rất là khỏe. Tép 750 Martin, full 75, nắp nhôm. Còn đây là phân tần khi ta ghép vào loa full. Thì cái dòng phân tần này của em thì vòng phân tần này có mã là BL3 này. Thì các bác dựng kể cả bất kể một loại loa full nào thì bây giờ các bác cũng đều hát và đều nghe nhạc. Đấy. Loa full kể cả dòng cô 100 thì cũng đều là hát hết. Đấy. Và đánh DJ nhiều. Khi dòng này các bác nắp vào loa full thì tiếng tép của nó rất là nhuyễn và lời hát rất là sáng. Đấy. Còn các bác nào mà thích cái loại mà bát lực hơn thì có thể lấy dòng khác của em. Đấy, em tư vấn là phải tư vấn chuẩn cho khách hàng. Dòng này tép nhuyễn và lời hát rất tốt. Hai chảy nhôm, ba cuộn đồng tụ nọc rất nhiều và có đường chép và đường bát đây. Đấy. Các bác nhé, các bác nào mà lưu ý cho em là khi ta sử dụng cái dòng loa nào mà loa full đa số là chất lời và chất tép là phải hay thì nó mới hay được. Còn đâu các bác nào mà thích nhiều bát thì em lại có dòng khác để cho tất cả các bác. Đấy, nó không nổi trội với cái phần tép nhưng nó lại cái chất bát của nó lại rất là nổi trội. Thì em bán nhiều mẫu, em tư vấn đúng khách hàng nên các bác cực kỳ yên tâm. Các bác chọn mua hàng thì các bác cứ lưu ý cho em. Đấy, thứ nhất là chọn mua những cái dòng bát chất lượng một chút để về nắp loa. Đấy. Mình là loa mới, mình cũng không phải là hàng hãng cao cấp của Trung Quốc hay là hàng nhập khẩu Italia hay là từ Mỹ gì cả mà hàng của Trung Quốc sản xuất. Thì mình có thể là nâng cấp một đôi bát hoặc là một đôi tép, một đôi phân tần loại chất lượng hơn một chút, nó chất lượng mới rẻ, nó chỉ sơn nhau một tí thôi. Thì thà rằng như thế mình đã sắm một đôi loa cái giá trị của nó cũng cao thì mình thà mình bỏ tiền ra mua một đôi loa Trung Quốc loại đẹp về để mình dựng loa. Đấy. Hôm nay em Tùng Nguyễn Radio làm cái clip để so sánh chất âm và cách để khi các bác phối ghép vào các bộ dàn âm thanh neo hoặc là A-Zay hoặc là 725, 715 thì các bác cân nhắc để sử dụng các cái dòng loa. Còn các bác nào có nhu cầu đến sản phẩm thì liên hệ trực tiếp cho em để em ship cho tất cả các bác. Và hôm nay em dừng lại cái video so sánh ở đây. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào và hẹn các bác trong cái clip mới nhất nhé.